Dạ không, bữa mình học Ngũ vu là có hôm nay có đau chữa lắm. là đúng rồi đúng không? Dạ Ừ, đúng. hôm trước là chưa được chữa đúng không ạ? Ờ. À. Nhưng mà cái chỗ phần phát Phần âm bữa này mới phần học sau có thứ này chưa ạ? 12 à cô? Chưa được học à? Vâng, hôm trước mới học đến Dạ. phần 20 câu thôi ạ. 12 à? 12 là đến âm gì nhỉ? Âm đi đến âm Âm gì? giờ. Cơ. Giờ À, mờ 12 là âm bờ gì? bờ 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 Ben. ạ. Vâng ạ. Ben, Ờ, bây giờ lại pupil. quay trở lại học mấy âm kia. À, nó chỉ có lấp mất hai ba âm thôi, Năm hai á. ba âm trước thôi. Ừ, thế bây giờ chúng ta sẽ học luôn phần đó nhá, chỉ thiếu mỗi phần đấy thôi. Phát âm lớp mình thì chậm hơn lớp tối sẽ nhanh hơn lớp mình một chút xíu. Chúng ta vừa học xong là âm từ âm R đúng không? Âm R rồi. Slide của tuần số 3. Theo lịch của chúng ta hôm nay là học phát âm đúng không? Dạ, Vâng ạ. Ừ, đúng nhưng rồi. mà vẫn học bởi vì giao tiếp nó vẫn hơi chậm một tí đấy, thế nên là học giao tiếp là đúng rồi. À, về nhà là các bạn làm cho cô bài tập đấy nhá, bài tập và vừa rồi ấy là chủ ngữ phụ ấy, đấy chưa ạ? Chúng ta sẽ làm dạng nói. Còn hôm trước là cô giao tiếp, cô giao cho lớp mình từ vựng về job đã giao chưa cả lớp ơi? Chưa. Cô chưa giao về job à? Dạ Chưa. chưa ạ. Chưa. Thế bài tập tuần trước là cô giao cho mình chủ ngữ phụ này, chép chủ ngữ phụ này và làm bài tập chủ ngữ phụ này với lại làm phần khác nữa à? Phần nói Không của ạ. nói Nói à? của Cô chỉ cái giao phần nói của hai thế từ của nói tính của á, cô thôi. phần nói của tính từ á cô. À, À, nói của tính từ đúng không? Thế thì mình dạ. sẽ hoàn thiện nốt cả bài nói về tính từ. Sau đó hôm nay thì thêm một bài tập nữa là chép từ vựng về job vào vở nhé. Chép từ vựng bài của job vào vở và làm bài tập số 1 nữa. Bài tập số 1 ạ. Là thứ năm chúng ta cố gắng hoàn thiện nhé. Ta sẽ làm bài về job ạ. Dạ. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ vào phần tiếp theo. Có ai mà chưa được vào phòng trong thì báo nhé. Nãy cô bye bye mấy bạn tự nghỉ cái mấy bạn rời đi quá trời. À ha. Đâu, tại vì là một số bạn ở phòng lớp khác cô vừa chuyển vào đấy. Là của lớp khác nhưng mà cô vừa chuyển vào phòng trong chứ không phải là do rời đâu ạ. À, rời mất mấy bạn thật. Tại vì lúc nãy cô thon thát là có 37 bạn chính của lớp mình, xong rồi lớp khác họ nhảy vào thì cô cho vào phòng trong rồi thì rời mất 4 bạn. Đấy, chào cái nhanh thế. Rồi, ok. Rồi. Hôm qua cô dạy lớp tối là nãy đây có một số bạn vào, các bạn nhắn bạn vào. Qua cô dạy lớp tối, đấy là video của lớp tối đấy ạ. Qua đấy ạ. Trong tình trạng đấy là sức khỏe của cô hôm đấy là do đồ ăn đồ uống nó không được tốt lắm, đúng là cũng dạy xong cái thì mệt luôn. Trước lúc đấy là cô tưởng cũng dậy nữa rồi. Nó đau bụng xong rồi nó cảm giác nó rất khó chịu trong người. Thế sau đó thì đúng cái lúc dậy thì nó lại tỉnh, nó lại ổn. Dậy xong cái thì dậy là ăn. Dậy xong cái là à, dậy xong lớp đấy xong ấy là cô phải cho nghỉ lớp sau đấy. À, Có lôn ra hết đây đấy. một số người bảo là cô cho vào lớp đi ạ. Cô cho rồi. Tuyệt rồi. À. Mọi người bảo là Zoom đang không Vâng hỗ trợ không? không vào được. Ừ, cô vừa diệt thế. Vâng. Có bạn nào vừa mới vào là cô diệt hết rồi. Vẫn À, dậy xong bảo nó lôn hết ra là không kia vào được cân đấy lên. ạ. Bảo là không vào được cô ạ. Nhưng mà đúng sáng nay dậy vẫn tỉnh táo, vẫn dậy được mọi người từ sớm, từ 4 rưỡi sáng. Thế là tốt rồi. Tưởng là sáng nay là hết dậy luôn đấy. Rồi, ok, tuyệt vời ạ. Một số bạn vào hết rồi ạ. Đợi, chúng ta sang tiếp là nội dung của phát âm nhé. Đây, âm tờ đờ là chưa đúng không cả lớp ơi? Ừ, thế hôm nay chúng ta sang tờ đờ đấy ạ. Chúng ta chỉ mất là khoảng 3 âm, 4 âm thôi. Là lúc nãy chúng ta trước nãy ta học này. 3, 4 âm, tờ đờ và sau đó l và n, đúng không? Đấy. Lúc nãy chúng ta ôn l, n, tờ đờ đúng không? Ôn đầu giờ ấy. Bây giờ học kỹ hơn ạ. Rồi ạ. Chúng ta sang âm này ạ. Âm tờ là âm ra hơi ạ. Tờ là âm ra hơi ạ. Thì chúng ta đầu lưỡi lên chân răng, đầu lưỡi lên chân răng, dạ là âm ra hơi và đầu lưỡi lên chân răng. Giống phát âm giống chữ thờ của Việt Nam. Gì À, đầu lưỡi chân răng của chúng phát âm nhỉ? thì Đấy, đầu lưỡi chân răng ạ. À? Đấy, tờ lưỡi chân răng. dạ Đúng không ạ? dạ
Vâng. Cháu. À. Vâng. Vâng. Đấy, đầu lưỡi chân răng ạ. Good job. Rồi. Đó, đầu lưỡi chân răng này. Đang đọc chữ thở. Ra hơi. Mình không đọc là ti top ten mà mình đọc là chỉ. Ra hơi ạ. Chỉ. Không phải top mà là top, top. Không phải top mà là ten. Chỉ. Đấy, chỉ top ten thì được chưa? Thì. Đúng rồi. Good job. Vào từ à. Mình không đọc teacher, mình đọc là teacher. Teacher, Teacher. Đúng rồi, teacher. Đúng rồi. Bởi vì nếu đọc tít thì nó ra chữ dấu sắc mất rồi. Đúng không? Mà chữ tờ nó phải ra hơi ạ, phải ra âm ạ. Teacher. Teacher. Đúng rồi. Good Teacher, job. Tiếp theo, chúng ta đọc put. put, Stop. put, put, put. Stop. Sờ. Chúng ta lưu ý cho cô trường hợp sờ tờ ạ. Tờ tờ thì đọc giống tờ Việt Nam ạ. Riêng trường hợp S đi với T thì đọc giống hệt tờ của Việt Nam. Được chưa ạ? Sờ tờ. Nên là chúng ta không đọc thờ nhá. Nhưng các âm khác thì là giống đầu lưỡi chân răng và da hơi ạ. Được ạ? Đó. Rồi. Stop. Rồi. Stop. 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 Ok, rồi. Good job. Photo. Photo. Tiếp theo ạ. Photo. 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 Good job. Photo. Xin mời các bạn đọc lại tất cả từ một lượt ạ. T. Top. Top. Teacher. 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 Stop. Stop. Photo. 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 Stop. Teacher. Stop. Photo. Stop. Stop. Đọc lại một lần nữa. Stop. Photo. Đi. 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 Photo. Photo. Teacher. 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 Photo. 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 Cầm đầu. Photo. 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 Đi. Stop. Teacher. Dog. Photo. Teacher. Teacher. Stop. Oh. Stop. Photo. Stop. Stop. Ok, chúng ta âm này ổn chưa cả lớp ơi? Oh, đang Cũng dễ đúng không? Chỉ cần vào. đầu lưỡi chân răng là được thôi đúng không? Âm đờ ạ, à, là âm ra âm ạ. T. Đờ là âm ra âm. D. Đây. D. Đây. Dog. Dog. Đâu? D. Đây. Quay lưỡi vào trong Dog. đầu lưỡi chân răng này đúng không? Dog. Bây giờ nó quay trong ạ, quay D. trong ạ. Đấy, quay trong. Được chưa? Sau đó chúng D. ta đọc này. Không phải Dog. đờ tiếng Việt mình là đờ đẫn đâu. Mà nó sẽ quay lưỡi vào trong á. Dog. Và xong chúng ta đọc là gì ạ? D. Đợ. Quẩy lưỡi chặt đợ. Đợ. D. D. Cho trong lại. Không được đờ, đờ, đờ thế này đâu nhá. Tiếng Việt D. không được đờ, đờ này đâu ạ. Mà chúng ta sẽ D. quay lưỡi vào trong ạ. Đây ạ. D. Đợ. Đợ. D. Nó quay lưỡi trong xong bật ra. D. Đợ. Đợ. D. Đợ. Đợ. Đúng rồi, chính xác ạ. Đợ. Đợ. Đó. Chứ chúng ta sẽ không đọc là đờ, đờ, đờ. Thò lưỡi ra ngoài đọc. Được chưa? Đợt Đó, quay lại trong ạ. Đó. đợt đợt đó. đợt Đúng rồi ạ. đợt Đó. đợt đợt Good đợt job. đợt Good. đợt Đợt. đợt Good job. Đấy, thấy chưa? Không phải đờ, đờ, đờ này đâu nhá. Bởi vì nếu cho bạn mở miệng ra này thì nó ra đờ của Việt Nam. Đờ tiếng Anh thì nó chỉ gảy đúng lưỡi từ trên cái vòng mềm ra, âm nó giật giật đung đung. Đấy ạ. Đấy. Đợt. Đợt. Thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Đợt. 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 Good job. Rồi, ok. Nhưng âm này là âm ra âm. Vì thế ở cuối một chữ thì đọc nhỏ bằng. Đọc nhỏ bằng 2 phần 3 so với âm trước nó, đúng không?
À, Dạ. thì để âm này nó nhỏ ấy, nó không như âm bờ Dạ. đâu. Âm bờ bạn chỉ nhỏ volume là được đúng không? Bờ bạn chỉ cần nhỏ volume là thế đúng không? Nhưng cái âm bờ này này muốn nhỏ volume thì nếu bạn gảy đầu lưỡi ra ngoài ấy, thì volume nó chỉ nhỏ được một tí thôi, nó vẫn to. Thế nên là chúng ta sẽ gì ạ? À? Phải gì ạ? À? Để nó nhỏ, chúng ta không gảy ra ngoài nữa, gảy lưỡi ra ngoài nữa, mà chúng sẽ gảy lưỡi ở trong, gảy lưỡi ở trong. Đấy, con ra này. Hạ. Các bạn thấy câu nhỏ của bạn to đúng không? Bạn phải gảy lưỡi ở trong. Âm này nếu bạn nào một số bạn mà không quen gảy lưỡi, tức là cái lưỡi nó chưa quen đấy, nó vẫn cứng ấy, thì gảy ở trong nó sẽ khó. Nên là phải tập dần ạ. À. Tập dần thì nó mới 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 được ạ. À. Được chưa? Đây gảy trong này. Thấy lưỡi gảy trong à? Đây. Đấy. 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 Đấy, được không? Đấy. Cái lưỡi gảy như thế thì nó sẽ nhỏ. Về nhà tập chứ, cái này là một số bạn mà lưỡi nó chưa quen nên nói tiếng Việt nó quen thẳng đờ lưỡi rồi ý. Bây giờ mà đã cho lên trên đã khó rồi, sao lại gảy ở trong nữa thì nó phải tập nhiều nó mới dẻo được ạ. À. Cái lưỡi bạn nó mới mềm, nó mới gảy tự nhiên được. Bây giờ gảy nó cảm giác nó khó khó đúng không, cứ gảy đến khắc quen ạ. À. Giống như là bạn cứ tập cho thật nhiều vào ấy, đúng không, thì nó thành quen rồi, nó gảy vào trong ấy, thì nó sẽ tự nhiên. Còn nếu ban đầu thì nếu bạn không gảy được vào trong thì nó sẽ hơi to một tí, nó sẽ hơi to một tí, nhưng mà to như vậy thì là nó tạo gián tiết đấy, đấy chưa? Nên các bạn gảy làm sao để cho nó chỉ cần nó tự nhiên, nó hơi nhỏ nhỏ thôi, nó không tạo gián tiết, hiểu chưa? Đấy, như vậy là ok nhá. Đấy, nhưng mà từ này các bạn đọc mà từ bây giờ mình đọc đây đúng không, đây đúng không? Bây giờ gảy trong này, đầy, các bạn thấy nó giật hơn không, các bạn thấy nó giật hơn không, nó khác với đờ giống như nào. Xong mình dùng tiếng Việt mình là đo đúng không, là thò lưỡi là đo đúng không. Bây giờ chúng ta sẽ gì ạ? Đã gửi trong này đo đo đúng không, các bạn đọc là đia đúng không, đia đúng không. Bây giờ quay lưỡi trong này, gửi trong nó khác hẳn nhỉ. Đia đúng không, thì đo đúng hơn, đúng nhiều đúng không, chuẩn chưa? Ờ đó, ông phải đọc là dog đúng không, dog đúng không, còn lưỡi ngoài đúng không. Bây giờ quay trong này, đỏ 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 đỏ, quay trong luôn, giống hệt vị trí lưỡi của âm n, n chữ n của Việt Nam mình. Ta cho để vào đọc n đã, xong rồi lấy n nhé. Đỏ Đây nào, xin mời quay sang, quay đây 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 đây, cái miệng là hơi bật lên mà to quá đấy nhỉ. Đây rồi, đây 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 quay lưỡi trong nào, đỏ đỏ. Vấn đề là chỉ là quay được lưỡi vào trong thôi là âm sẽ chuẩn. Một số bạn nếu mà có thể lưỡi nó cứng thì về nhà tập thêm để cho nó cong vặn được. Quay trong ạ. Door. Quay trong đọc tiếp ạ. Daddy. Daddy. Đúng không ạ? Daddy. 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 Đây Daddy. đỏ 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 đây đây đỏ đây đỏ đây Daddy. 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 Đỏ Daddy. Đây 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 đỏ đỏ Daddy. Đỏ 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 daddy rồi, ok. Thì quay trong tiếp ạ. À. Đọc này, drain 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 drain. Nếu mình mà không drain, mình mà không quay vào trong mà nó ra chữ đờ và rên là hai em tiết ạ. À. Đờ và rên ạ. À. Và nó chỉ quay trong lại drain 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 drain. Đó, tiếp theo quay trong ạ. À. Đúng rồi, cứ cho. Tiếp theo ạ. Khan 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 khan, đúng rồi, cứ cho gảy vào trong nhá, gảy lưỡi trong nhá. Khan 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 đây đây, quay lại trong đó, đây đây, quay lại trong,
đỏ đỏ quay lưỡi xong đó đen 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 tiếp theo quay lưỡi xong đen đen tiếp theo lưỡi xong tiếp theo ạ hard 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 tốt cháu ok hard dạ bây giờ chúng ta sẽ đọc âm n ạ n thì chúng ta ghi là ở đầu và giữa một chữ ạ. Đọc giống hệt N của Việt Nam. Đầu và giữa một chữ. Đọc giống hệt N của Việt Nam. Được chưa? Vậy N của Việt Nam mình đọc như nào? Cả lớp không ngọng. Những bạn ngọng. Lớp mình đọc không? Có những bạn ngọng L không? Có, em ngọng. Em thì ngọng L. Việt Nam thì ngọng các tỉnh miền Bắc ngọng nhiều lắm, đúng không? Đúng rồi. Cô ở Bắc Giang nên là cũng ngọng. Ở đây ở Việt ở cô Bắc Giang thế nên là ngọng ngọng gần như cả tỉnh. Thậm chí ngọng còn cứ viết luôn viết L cao hay L thấp còn không biết luôn đấy. Thế thì để làm thế nào để khắc phục điều này? Thì các bạn lưu ý rằng là khi mà cô học tiếng Việt tức là người ta dạy mình ấy đọc L cao N thấp này này mình không phát hiện được ra lưỡi đặt ở đâu. Thế nên là mình đọc mãi mà nó chẳng được. Nhưng mà từ khi cô học phát âm này trong tiếng Anh này này cô ấy phát hiện ra là hóa ra là vị trí của chữ N ấy nó giống hết vị trí lưỡi của chữ L ạ. Có nghĩa là phải quay đầu lưỡi trong đúng không? Bởi vì sao có một số bạn là không cần quay vào trong nhưng vẫn đọc chuẩn được. Trật tự. Là bởi vì sao ạ? Là bởi vì các bạn thành thói quen rồi. Bây giờ cô quen rồi nên cô kể cả cô đặt lưỡi chỗ nào cũng đọc chuẩn chữ N. Cô đặt ra ngoài cô cũng chuẩn. Nhưng mà nếu như các bạn bị ngọng ấy, nếu đọc thế thì không làm được. Nên những bạn bị ngọng thì lại phải đặt vào sâu ở trong, quay vào trong để đọc. Được chưa? Đấy. Thì nó mới chuẩn được ạ. Nên là phải quay trong ạ. Giống hệt thì chữ lưỡi N. Bây giờ bạn thử đọc một đầu một đầu xem. Đây, thử đọc một lần đầu một đầu giống hệt luôn ạ. Nợ. 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 Quay trong cái chỗ còn mềm. Đúng không? Có phải không? Có phải là không bị ngọng không? Đúng chưa? Đấy, chữ N đấy, nó như vậy ạ. Các bạn về nhà cứ tập cho cô như thế ạ. Các bạn nào ngọng ấy, thì cứ về tập, quay lưỡi trong đọc ạ. Cứ quay trong là được ạ. Đấy, chuẩn âm chưa? Đấy là đầu nhá. Còn ở cuối một chữ ấy, thì chữ N nó sẽ đọc như này ạ. Quay lưỡi trong ạ, nó phát âm chữ ư nợ ân ư ân ạ. Đây ạ. Đây, quay trong này. Đấy. Đúng rồi ạ. Đúng rồi ạ. Đấy, quay trong ân. Bạn nào muốn biết là cái lưỡi của mình đặt đang vị trí đấy có chuẩn hay không ấy, bịt cái mũi này. Thì cái mũi là ân cho cô là biết ngay ạ. Nào bây giờ bịt mũi này. Bạn nhìn lưỡi ra ngoài chưa? Nhìn lưỡi ra ngoài chưa? Đây, bắt đầu này. To đúng đúng không? Bây giờ các bạn thấy cô quay lưỡi trong nhá. Xem thấy có tiếng không? Nhìn cô quay lưỡi trong đúng chuẩn kiểu lưỡi này. Không ra được đúng không? Cảm giác nó ực như lợn trong tiết ý. Đúng không? Nó như thế. Chứ nó không thể nào mà ra được hẳn âm đúng không? Đấy, thì nó đang chuẩn ạ. Thế là các bạn cứ bịt mũi vào, bạn đặt lưỡi, bạn đọc cứ ẩn xem. Nếu mà nó ra tiếng có nghĩa là lưỡi bạn đang trong ra ngoài. Còn nếu mà nó không ra tiếng đồng nghĩa việc đang chuẩn lưỡi rồi đấy ạ. Đang vị trí lưỡi chuẩn rồi đấy ạ. Đấy, cứ vị trí lưỡi đấy mà đọc chữ N ở đầu giữa một chữ. Được chưa? Và cũng vị trí lưỡi đấy đọc cuối một chữ là chẳng qua rằng là chúng ta ấy thì ở cuối một chữ đọc nhỏ 2 phần 3 thôi. Nên là cái chữ ẩn ở cuối nó sẽ không to bằng là to ẩn đấy ạ. Mà nó chỉ giữ âm một chút lại. Đấy, nếu cuối chữ nó đọc như này ạ. Rất là nhỏ thôi ạ. Và từ nó không chen không nhé. Chen không số 10 ấy. Thì chỉ có chen ạ. Còn ẩn quay trong này. Chen. Đúng không ạ? Chen. Ẩn ạ. Thế có thấy ẩn cuối không? Chen. Đúng không? Sau đó chúng ta đọc gì? Hoặc là chúng ta đọc là can. Chữ có thể ấy. Can. Đúng không? Hoặc là người đàn ông ấy. Thì đọc là gì? Men. 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 Đúng không? Ẩn ạ. Men. Có thấy ẩn cuối chưa? Đấy. Men, men, hen, men, 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 rồi đây chúng ta vào từ nhá, đọc này quay lưỡi xong đọc nhá, nice, 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 nờ quay xong đọc, nice,
Night. 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 Được rồi ạ. Thì quay lưỡi Near. trong này. Near. 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 Tôi quay lưỡi Near. trong này. Sun. Near. Sun. Sun. Rồi, lưỡi chó. Near. Sun. Tiếp theo ạ. Ở lần cuối ạ. Sun. 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 Fun. Sun. Sun. Lòng rồi. Dốc lên. Fun. Fun. Hand. Ừ, dốc lên xong rồi để nghĩ ra Hand. Hand. gì mới được. Không biết. Chắc tục ạ. Fun. 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 Đúng rồi, phải đọc ra. Fun. Chứ không lâu nữa. Hands. Dạ, tiếp ạ. Funny. Mở mí môi ạ. Money. Money. Rồi, ok. Money. Rồi, again one time. Lại lần nữa nào, quay lưỡi trong. Nice. Nice. Lưỡi trong chữ P cuối nhá. Nào. Near. Quay lưỡi trong đọc nào. Near. Tiếp tục ân ân ở cuối nhá. Sun. Quay trong ân ân ạ. Sun. Now. Fun. Tiếp tục cả ân ân cuối này. Fun. 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 Tiếp tục cả. Hand. Hand. Good job. Funny. Funny. Mở mấy môi ạ. Money. Nào quay xong ạ. Money. Được chưa? Nốt chữ L cao để cho nó trọn vẹn nhá. Ở đây, ở em chưa được học. L cao ở đầu và giữa một chữ ạ. Giống L của Việt Nam ạ. L cao ở đầu và giữa một chữ ạ. Giống L của Việt Nam ạ. Giống L của Việt Nam ạ. Dạ. Thế L Việt Nam mình như nào? Đầu lưỡi chân răng giống tờ. L cao của Việt Nam mình thì đầu lưỡi lên chân răng giống hệt vị trí lưỡi của âm tờ ạ. Nên bây giờ bạn đặt một lưỡi chân răng đi, đọc một L một tờ và xem đúng một vị trí luôn ạ. Đấy. L. 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 Tờ ra hơi ạ. L. 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 Đúng rồi, tờ ra hơi thấy chưa? L. 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 Chưa? L. L. Tờ. Tờ chưa ra hơi ạ? Tờ ra hơi ạ? Tờ. L. 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 Đúng chưa? L. 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 Cứ vị trí này đọc ra. L. 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 Đúng không? L. Cùng vị trí chưa? L. Đấy. L. Ở đầu chữ thì dễ thôi nhá. Về nhà bạn nào bị ngọng thì về nhà tập như thế. L với tờ. Cứ một L một tờ mà đọc ạ. Chưa? Đấy. L. Cô ngày từ khi cô biết cái vị trí lưỡi của chữ tờ và chữ đờ này, cô chữa con 5 phút rồi là đỡ luôn, là biết luôn rồi. Lần sau cứ nói chậm một tí là được ạ. Uốn lưỡi một tí chữ lên N, uốn lưỡi trong một tí là được ạ. Đấy. Nhá. Yeah. Chữ L cao thò ra ngoài và đọc ạ. Thế là xong. Có gì đâu. Đúng không? Đó. Bây giờ L ở đầu ở cuối chữ này. Các bạn nhớ này. Vẫn đầu lưỡi chân răng nhé. Đầu lưỡi chân răng. Âm này nếu mà các bạn không biết là cảm nhận âm bên ngoài cực khó luôn, người ta dạy cực khó luôn. Thế nhưng mà các bạn chỉ cần để ý cho cô ạ, cứ đầu lưỡi trên răng bám sát đấy. Bắt đọc chữ ở Việt Nam. Biết chữ ở Việt Nam mình rồi gì? Ờ. Ờ thả lưỡi ra đúng không? Bây giờ ở đầu lưỡi trên răng là được ạ. Đây. Ờ. 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 Đấy. Nó chạy ờ nhưng mà thả lưỡi trên răng mà ờ. Các bạn thấy không? Nó sẽ ra nửa đá o nửa đá a đấy. O mà chẳng ra o mà a chẳng ra a. Thì nó chuẩn âm ạ. Cứ đầu lưỡi trên răng đọc chữ ở kiểu gì cũng đúng. Không sai đâu. Không cần biết là âm thế nào hết nhưng mà bạn cứ đầu lên răng đọc chữ ờ thôi cô ạ, kiểu gì đúng ạ. Đây. Ờ. 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 Nên vào từ sẽ đọc là gì ạ? Ờ. Ờ. À. Ờ. Rồi. Đây. Đây, tôi đọc nha, ví dụ vào từ này. Đọc thô nhá, đầu lưỡi trên răng này. Thò. Đầu lưỡi răng cầm thì ạ. Thò. Thò. Không đọc khô, gọi gọi ấy, không đọc khô đâu nhá. Mà lờ này. Thò. Thò. Đầu lưỡi răng ờ thì ạ. Thò. Thò. Không đọc mô nhá, đầu lưỡi trên răng này. Mò. 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 Đấy, đúng không? Không đọc là... Đồ. À, tờ school ấy không đọc school school đâu nhá chị n không phải school đâu nhá mà chữ l đầu lưỡi sẽ tăng ấy đã school đúng rồi school school đúng chưa chữ win các bạn cứ đọc là win không phải đâu nhá từ từ sẽ ấy đó đọc well 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 đúng rồi well đúng rồi ạ well đấy không đọc lưỡi chắc đấy chưa hoặc là bạn đọc từ mô và là pico mô phải đấy đâu nhá mà nó là lời cuối này mò 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 đúng không mò hoặc là bạn có từ gì l cuối từ small đúng không là small không phải đúng không l được cuối dưới chữ đầu dưới chữ răng ạ đấy small small đúng không small đúng không
Good job. Wow. Nào đầu lưỡi trên răng đọc. Letter. Cứ đầu lưỡi trên răng mà đọc. H letter. Đầu lưỡi trên răng. Letter. Đúng rồi. Đầu lưỡi răng ờ một tí là xong ạ. Đọc lại một lần nữa cho chắc. Đúng chưa? Đấy nhá, ổn nhá. Thế là phát âm nhanh hết rồi đây, hết hết 3 slide rồi. 3 slide là slide của 3 tuần rồi, là nhanh rồi đấy. Giao tiếp bằng người buổi tối ở lớp chúng ta học sau lớp buổi tối và bằng người lớp buổi tối rồi đấy. Nên là cũng như thế cũng được. Lớp buổi tối thực ra nó chậm. Lớp mình nó vừa tiến độ đấy. Lớp mình không phải là nhanh đâu, lớp mình như vậy là vừa tiến độ, lớp buổi tối nó bị chậm. Rồi, thế thì thứ năm chúng ta sẽ giao tiếp ạ. Nên là thứ năm các bạn sẽ làm cho cô bài tập này dạng nói này. Tính từ phải làm hết rồi nhá. Rồi. Và chép cho cô từ vựng về job và vở và làm cho cô một bài tập ạ. Làm cho cô một bài tập về job ạ. Được không ạ? Cứ làm đi ạ, nó có sai sửa vấn đề gì đâu ạ. Xong hôm sau cô chữa. Thực ra bài tập về job ấy là nó ngữ pháp nó rất ít thôi, nó vẫn là to be, am, is, are là chính. Được chưa? Câu khẳng định phủ định yes no question. Nên các bạn làm được, có từ mới là làm được. Còn lại nó có chỉ có một ngữ pháp nhỏ nhỏ thôi thì hôm sau sẽ được học. Nó có sai ở đấy không sao cả. Được chưa? Sai cái chỗ đấy không đáng kể đâu. Thì hôm sau thì có chữa cho nó nhanh. Nên là thứ 6 này chúng ta sẽ chữa thứ 5 này chúng ta sẽ chữa bài đó. Làm bài job và chữa bài, được chưa? Báo luôn là thứ 5 tuần sau là chủ đề quan trọng. À quên. Ừ đúng rồi. Thứ 5 tuần sau là chủ đề vô cùng quan trọng. Học về nào danh từ. Thế nên là chủ đề này thì không có video dưới mọi hình thức nha. Nên các bạn phải tham gia 100% có mặt đấy. Bởi vì không một lớp nào có đâu. Với cô nhắc trước đầu rồi. Cái này là cô nhắc ngay từ đầu là có hai chủ đề. Thế không có video đó là now và adverb. Thứ hai, thứ nhất nó liên quan đến bản quyền. Thứ hai, nó liên quan đến việc là bài quan trọng nên học trực tiếp. Bài học trực tiếp thì mới ổn được. Đã lớp chúng ta mà giữ được sĩ số cứ hơn 40 như thế này, tuần sau sẽ có quà, được chưa? Sẽ được tặng quà. Đó, lớp này lớp đầu tiên mà cô nói vấn đề quà ấy nhỉ. Lớp buổi tối là chưa được đâu. Bởi vì là lớp buổi tối là hôm qua bị sĩ số bị sụt trong một tí. Ở tuần sau phải tăng lên thì mới được. Cái lớp mình là sĩ số 40 trở lên như này là ok, là được. Nhà cô sẽ tặng quà cho lớp, được chưa? Hai quà luôn, tuần sau hai quà luôn. Thứ hai tuần sau tốt là thứ hai tuần sau một quà. Thứ năm tuần sau tốt là thứ năm một quà nữa, được chưa? Khuyến khích động viên. Chỉ có lớp nào đạt sĩ số và đạt chỉ tiêu thôi thì mới được. Bởi vì những lớp này cô hỏi xem là lớp này có bạn nào ở Hưng Yên không? Hoặc là ở Gia Lâm, Long Biên không? Có cô em mà ạ. Tặng quà ấy, cô mà tặng quà là lớp chúng ta phải cử mấy bạn gần gần sang nhà cô mà gói nhé. Cô sẽ gọi, cô gọi ship nó đến nó lấy được. Nhưng mà vấn đề là gói nó sẽ mất rất là lâu thời gian. Cô nhờ các bạn học viên cũ nên nhiều khi các bạn học viên cũ bạn ấy có những lúc bạn xa được, có những lúc bạn bận. Bởi vì mấy lớp cơ. Đến lớp nào gói vào lớp đấy cho nó chọn. Thì sau đó thì sẽ hôm nào có sẽ em mà em ở Vinhome 2 ạ. Đấy thì đấy những bạn gần gần thì cử sang nhá. Thì lúc nào sang được. Nói chung là cô ban ngày cô đều ở nhà hết. Thì lúc nào có cô sẽ báo, được chưa? Thì các bạn tự gói xong rồi thì ghi hết địa chỉ các thứ đi, xong rồi cô chỉ gọi ship đến thôi, nó ship cho thôi. Tại vì là lần trước cô nhờ các bạn cũ nhưng mà các bạn ấy bận nên là có những lúc mà nó chậm ấy, hoặc là có lúc là không thể trả chuyện hứa quà rồi nhưng mà không thể gửi cho các bạn được đúng hạn. Có khi các bạn học xong rồi cô mới gửi được, thì như thế nó không mất ý nghĩa, được chưa? Nên là cũng phụ thuộc các bạn khác. Nên là cô muốn là lớp chúng ta thì những bạn ở gần gần mà nó khu Long Biên, Gia Lâm ấy, thì hoặc là cái khu ở Ocean Park với cái khu gần đây, thì bởi vì cô ở Eco Park mà đấy, nó dắt Long Biên với Gia Lâm ấy đấy, thì những bạn nào gần gần đấy thì qua nhá, thì cô báo trước. Thế thì những bạn nào tinh thần xung phong đấy, còn nếu mà không xung phong được là quà cứ chờ lâu đấy nhá. Đừng có kêu. Ok nhá. Rồi tuyệt vời ạ. Cảm ơn cô. Dạ, ok, các bạn tự ao đi. Cảm ơn cô. Rồi, xin chào.